Văn quyết chính thức xin lỗi sau sự cố xô sát với trọng tài. Ở trận đấu trên sân Quy Nhơn tại vòng 7 V-League 2023, trợ lý Nguyên Thành đã tư vấn cho trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải thổi phạt đền trong tình huống thủ thành Quan Văn Chuẩn băng ra phạm lỗi với Ravenson ở phút 60. Chân sút người Brazil sau đó hoàn tất cú hat-trick của mình để giúp Bình Định giành thắng lợi 3-1. Đây cũng là trận thua đầu tiên của Hà Nội FC ở mùa giải này. Không hài lòng với những quyết định của trọng tài, một số cầu thủ Hà Nội FC đã vây lấy tổ trọng tài để phản đối. Văn quyết tỏ thái độ vùng vằng và va chạm với trợ lý Nguyên Thành, và trọng tài chính Mạnh Hải đã rút thẻ đỏ trực tiếp với anh chia sẻ với phóng viên sáng nay đội trưởng hà nội fc thừa nhận tôi sai rồi tôi đã phản ứng thái quá với trợ lý trọng tài tôi xin lỗi các trọng tài cũng như người hâm mộ về hành vi không chuẩn mực này về nghi vấn thúc cùi trỏ và trợ lý nguyên thành văn quyết tiết lộ hết trận chúng tôi có ra chỗ trọng tài để tranh luận sau đó các cầu thủ trẻ cũng chạy đến phản ứng khi tôi can ngăn bùi hoàng việt anh không hiểu có hiểu lầm gì không tôi bất ngờ vì phải nhận thẻ đỏ tôi còn tưởng trọng tài chính rút thẻ đỏ với thủ môn quan văn chuẩn nhưng bất luận thế nào việc tôi phản ứng là sai tôi thành thật xin lỗi trợ lý nguyên thành ba trọng tài và người hâm mộ tôi chấp nhận án phạt đây không phải lần đầu tiên Văn Quyết vướng vào những vụ xô sát với trọng tài. Năm 2014, anh từng xô ngã trọng tài Phạm Hoàng Công Khanh trong trận đấu với Khánh Hòa ở vòng 4 V-League. Vì sự cố này, Quyết đã bị phạt 15 triệu, cấm thi đấu 5 trận. Không những thế, anh còn bị loại khỏi đội tuyển quốc gia. Về phần mình, trọng tài Nguyên Thành cũng từng có va chạm với cầu thủ ở trận Thanh Hóa và thành phố Hồ Chí Minh ở V-League 2021. Cụ thể, ông đã bị thủ môn thanh thắng của thành phố Hồ Chí Minh húc đầu vào mặt sau trận dẫn tới phải thay răng giả. Sau đó, Thanh Thắng bị phạt 15 triệu và treo găng 3 trận vì lỗi phản ứng quá mức với trọng tài. Hiện chưa rõ Văn Quyết sẽ nhận mức án phạt thế nào, nhưng bất luận án phạt nào đây cũng sẽ là mất mát lớn với Hà Nội FC. Quả bóng vàng Việt Nam đang là chân sút số 1 của đội bóng thủ đô với 6 bàn thắng sau 7 trận đấu. Anh thậm chí đang đứng thứ hai trong danh sách làm bàn ở V-League, chỉ sau Rafenson 7 bàn và xếp trên Bruno Thanh Hóa 5 bàn.